Thế thì đây là cái công bố của trên cái trang web của giải Nobel. Tức là ngày 3 tháng 10 chúng ta đã biết rồi, Hội đồng Nobel tại Viện Karolinska đã công bố quyết định trao giải Nobel. Trong cái tên cũ là sinh. Nobel y sinh học hay Nobel y học. Tức là chúng ta thế nào cũng đúng. Tức là tên đầy đủ là Nobel trong sinh lý học. Vì từ thời ông Nobel thì lúc đấy sinh lý học là bao trùm hết cả. Thế cho nên là chúng ta có cái tên, ba cái tên. Đây là cái thứ nhất. Và cho giáo sư Svante, cái chữ tên họ của ông rất khó đọc. Hai chữ A nhưng mà lại có cái dấu chấm ở trên. Thì hơi đọc hơi mềm đi như là tiếng Đức, umlau của tiếng Đức. Thế đọc là Pabo cũng được mà Pebo cũng được. Thế thì chúng tôi những người đi Đức về thì có thể quen là đọc là Pebo, chứ không phải Pabo. Nhưng mà đôi khi đánh máy là không có hai cái dấu ở trên thì chúng ta không, máy chữ không có. Cho nên là chúng ta sẽ hai chữ A kéo dài Pabo. Thực ra là Pebo kéo dài một chút. Thế thì nữa tôi sẽ nói cái họ ở đâu mà có liên quan đến ông giáo sư này. Thế thì đây là cái giới thiệu ngắn gọn về cái công trình của ông ở trên cái trang web chính thức của giải Nobel. Tức là cái giải này đã giúp chúng ta trả lời một câu hỏi là chúng ta đến từ đâu và chúng ta có quan hệ như thế nào với những loài người đã tuyệt chủng. Thì cái mốc ở trong này được ghi từ năm 2010 thì Svante Paabo đã thành công giải trình tự hệ gen người Neanderthal. Như thế tôi xin nói luôn chữ Neanderthal có chữ T và H, có lúc thì có T không, đều đúng cả. Ông cũng đã phát hiện ra loài người chưa từng được biết đến trước đây là người Denisova. Thì trong các thông tin đại chúng chúng ta sẽ có người Denisovan hay Denisova cũng đúng. Thế cho nên là trong cái slide của tôi có lúc thì Denisovan, có lúc thì Denisova. Và Neanderthal thì có TH và có lúc thì T không. Và quan trọng nữa là có việc chuyển gen. Tức là có việc lai giữa hai loài người đã tuyệt chủng. Chúng ta gọi là loài người nhé. Tiếng Anh thì hominin, tức là dịch là, có người dịch là tông người vì hominini, tức là tiếng Latin là tông. Nhưng không phải, thực chất đây là các loài người khác nhau cùng có cái tên chi là Homo. Và tên phía sau, thí dụ Neanderthal thì là Neanderthalensis, hay là Denisova thì cũng có cái đuôi đằng sau là Denisovensis, vân vân. Thì đây là các loài người chưa từng được biết trước đây và chuyển gen xảy ra giữa họ. Và người hiện nay Homo sapiens thì chúng ta vẫn dịch là người tinh khôn, tiếng Latin. Sau khi di cư ra khỏi châu Phi khoảng 70.000 năm trước, và cái dòng gen cổ đại này của các cái người cổ xưa đã tuyệt chủng đó đã không những có ảnh hưởng đến toàn bộ hệ gen của người hiện đại hiện nay, tức là chúng ta, mà còn có thể liên quan đến một số cái chức năng sinh lý của chúng ta, như là hệ miễn dịch của chúng ta, chẳng hạn như là hệ miễn dịch có những gen, tí nữa tôi sẽ nhắc đến và các anh chị chắc đọc rồi, tức là liên quan đến hệ thống miễn dịch chúng ta, như là mẫn cảm với bệnh COVID-19 hay là những cái gen chuyển hóa thuốc. Đây tôi cũng mất chút thời gian để trình bày tóm tắt tiểu sử của giáo sư Paabo. Tức là ông sinh năm 1955 tại Stockholm, Thụy Điển. Năm 80 tốt nghiệp y khoa tại Đại học Uppsala, Thụy Điển. Thì cái bấm chỉ ở cái nút xanh. Không thấy. À. Đây. Tức là đây là thủ đô Stockholm và đây là Uppsala, tức là hai cái vị trí rất gần nhau ở bản đồ Thụy Điển. Và ông tốt nghiệp tiến sĩ cũng tại Uppsala và sau đó làm postdoc ở Thụy Sĩ, Anh, Mỹ, tức là ba nơi, có thời gian cũng ngắn dài khác nhau trong thời gian 4 năm.
Và ngay sau đó thì ông được phong là phó giáo sư của Đại học Uppsala, Thụy Điển. Cũng xin nói luôn là ông học rất nhiều ngành khác nhau, học cả tiếng, cả về Ai Cập, cả về tiếng Nga, cả về, nhưng mà cái tốt nghiệp y khoa thì ông làm về adenovirus. Để xin nói luôn như vậy. Và ngay sau khi được phong phó giáo sư thì một cái việc rất là quan trọng, tức là ông được phong giáo sư của Đại học Munich của Đức và làm việc làm giáo sư Đại học Munich. Đây, cái thành phố München, Munich ở đây. Và đây là Leipzig, và đây là Berlin, đây là bản đồ Đức. Thì ông làm việc 8 năm, tức là trong khi còn đang là phó giáo sư Thụy Điển, thì ông đã phong giáo sư Đại học Munich. Và từ năm 97 đến nay, ông là đương kim viện trưởng viện Max Planck, viết tắt là MPI EVA, tức là Max Planck về nhân chủng học tiến hóa ở Leipzig. Thì xin nói luôn, tức là Leipzig là nhìn đây là Đông Đức, và cũng nói luôn là đây các anh chị các em biết, tức là sau khi nước Đức thống nhất thì Max Planck, Hiệp hội Max Planck đã thành lập rất nhiều viện Max Planck ở phía lãnh thổ của Đông Đức. Và cái viện Max Planck về nhân chủng học tiến hóa là một trong những viện được thành lập mới sau khi nước Đức thống nhất ở thành phố Leipzig ở phía Đông Đức. Thế và đây thì tôi đưa cái bản đồ đây để các anh chị thấy một cái hình ảnh của ông cụ, chính là bố của nhà hóa, bố của Pebo, là nhà hóa học Thụy Điển, tên là Sun Bäckström. Tên họ giữa bố và mẹ chẳng giống nhau, bố và con không giống nhau. Mà ông là một nhà hóa sinh Thụy Điển, mà chúng ta biết là ông cùng với hai nhà hóa học khác, hai nhà sinh hóa khác nhận giải Nobel năm 1982. Cũng rất tiếc là cụ cũng đã mất năm 2004. Thì đây hai bố con khá giống nhau phải không ạ? Thế và đây có một cái bản đồ nữa. Đây là nước Estonia nằm ở vùng Baltic của Liên Xô cũ. Nước rất nhỏ và có thủ đô là Tallinn. Thì mẹ ông là nhà hóa học Estonia tên là Karin Pebo. Sinh năm 1925 và 2007 là bà mất. Và di cư sang Thụy Điển thời mà Baltic chiến tranh thế giới thứ hai, thì bà di cư sang Thụy Điển. Và có thể nói là Svante là người con trai bí mật giữa mẹ của ông và giáo sư Bäckström, cho đến khi sau này lớn trưởng thành rồi mới biết. Thế và bà một mình nuôi con trưởng thành. Thế tôi xin nói luôn như vậy. Thế thì như vậy là Pebo Svante đã mang họ mẹ cho đến ngày hôm nay, tức là một cái họ của Estonia, Pebo. Thế và từ 2020 đến nay thì giáo sư Pebo còn nhận một cái vị trí là giáo sư thỉnh giảng của Học viện Khoa học Công nghệ Okinawa của Nhật Bản. Đây là nước Nhật, và chúng ta lại biết cái quần đảo Okinawa đây có, thì ông nhận hai năm nay là nhận giáo sư. Thế như vậy là giải Nobel thì nguyên tắc là tính cho cái nơi mà phát minh chính, tức là tính cho nước Đức, nhưng mà tính cho đất nước là bắt nguồn và quốc tịch của người được giải. Cho nên là Nobel này là vừa cho Đức vừa cho Thụy Điển. Thì tôi không biết là quy luật của Nobel có tính cho cái nước thứ ba là Nhật Bản mà ông làm việc hai năm hay không, thì tôi chưa kịp đọc, nhưng mà chắc chắn là Nobel sẽ tính cho một nơi mà công trình và đang làm việc, và cái nơi đất nước của xuất xứ. Thế và đây cũng vì sống một mình với mẹ, cho nên là từ bé, tức là tuổi thiếu niên, ông đã đam mê nghiên cứu xác ướp Ai Cập. Lúc đấy là ông còn hay qua lại Đông Đức ở Berlin, nó có cái bảo tàng có rất nhiều xác ướp Ai Cập ở Đông Berlin ấy. Thì ông đã giao lưu và thời gian đó lại được mẹ Karin là đưa đi thăm Ai Cập 3 lần, đi thăm các cái kim tự tháp và các cái mộ của xác ướp Ai Cập.
Và sau đó thì là ông bằng cách này cách khác ông cố xin các cái mẫu từ
một ông cụ Neandertal và một cô gái Neandertal mà người ta vẽ lại trên cơ sở các cái hộp sọ. Thì là đây cắt lấy mẫu xương, xương đùi. Đây là mẫu xương. Và PCR nhân được gen lên. Và sau đó thì thời đó là Pabo làm sạch để nhân lên và sau đó phải làm cloning, tức là phải đưa vector và đọc trình tự. Thì đây là trình tự gen của cái DNA ti thể sau khi giải trình tự và so sánh. Thì lúc đấy tôi xin lưu ý, tức là cái bài báo này là có thể nói đột phá, tức là công bố trên tạp chí Cell năm 1997. Và tôi xin giới thiệu, đây chính là cái người mà sau này tôi có duyên làm việc rất lâu, tức là lúc đó là Max Tonkin, là một người đang làm việc tại Đại học Pennsylvania về nhân chủng học, đã công tác khi mà ông làm postdoc bên kia và công tác, và sau này thì sẽ theo ông về suốt và là thành viên chủ chốt của cái khoa của ông cũng như viện của ông ở Munich, đầu tiên ở Munich, sau đó thì là ở Leipzig. Thì chính cái giáo sư này chúng tôi sau này có dịp may mắn gặp gỡ và hợp tác rất lâu dài cho đến ngày hôm nay. Thế thì cái công bố này là khi ông còn làm việc ở Đại học Munich, tức là Pebo còn làm việc Munich, và đây tên Max Tonkin đứng bên cạnh. Thì như vậy người Neandertal là gì? Được tìm thấy năm 1856 tại Thung Lũng, tiếng Đức chữ Thal là Thung Lũng, Thung Lũng, Thung Lũng sông Neander ở phía Tây Đức. Và chúng ta gọi là loài hoặc loài phụ hoặc phân loài của người ngày nay, tức là người tinh khôn, chúng ta tiếng Latin là Homo sapiens, đã bị tuyệt chủng. Và tên khoa học như nãy tôi đã nói, tức là người Homo neanderthalensis, hay là nếu loài phụ thì ta gọi là Homo sapiens neanderthalensis. Thì hiện nay vẫn tranh cãi là loài riêng hay loài phụ, tức là cùng loài với loài người chúng ta. Thế thì nhưng mà không gọi là tông, một số các vị khá nổi tiếng trong giới sinh học cũng gọi là tông người, không phải đâu. Đấy là tông là một phân loại, một đơn vị phân loại trên loài, trên chi, cho nên không phải là tông. Homini là không phải là tông, mà đây là hẳn là loài. Đấy. Tiếp theo. Thì đây là công trình có thể đột phá đầu tiên, bởi vì làm sạch là tách được DNA ti thể và giải trình tự được. Và sau đó cũng một thời gian khá dài, từ 97 cho đến 2010, tức là hàng hơn chục năm, thì mới thành công trong việc giải trình tự, mới gọi là draft sequence thôi, tức là trình tự gọi là nháp, bản nháp đăng trên tạp chí Science. Và đây tôi xin giới thiệu, tức là đây là một hợp tác rất lớn công bố, và đặc biệt đây có một giáo sư trẻ đã xuất hiện đứng bên cạnh, là giáo sư David Rice, là một giáo sư ở Đại học Harvard mà chúng ta biết hiện nay là một trong những người đi tiên phong trong việc giải mã gen người và kể cả người cổ đại. Và chúng ta hãy nhớ cái tên David Rice. Và khi mà ông Pabo được giải thì David Rice cũng phát biểu. Nhưng mà xin nói là Pabo sinh năm 55 và David Rice sinh năm 73, 74 gì đó, tức là trẻ hơn rất nhiều. Nhưng mà đây là một vị rất là nổi hiện nay. Thì cũng xin nói luôn, đây có những người mà phải nói là công lao của nhóm David Rice tham gia đây, thí dụ như là Nick Patterson và một số các vị trong này, hay là chúng ta biết là Eric Lander, là một ông nổi tiếng là viện trưởng viện nghiên cứu hệ gen người của Hoa Kỳ, đúng không? Thì tất cả đây ở trong này có nhiều tên tuổi. Thì đây là người ta giải ở đây Thung Lũng Neander đây, và lấy thêm được các mẫu ở các nơi khác, đây là các bộ xương. Thì đây là lướt qua. Và cái quan trọng nhất của cái chỗ này là gì? So sánh với người Pháp này, người Trung Quốc, người Hán Trung Quốc này, rồi một số người châu Phi vân vân, thì là thì bắt đầu đưa giả thuyết là người đầu tiên chúng ta xuất phát từ người đứng thẳng, tức là người Homo erectus, tức là người đi thẳng hay đứng thẳng, Homo erectus. Và từ đây thì đi một thời gian thì là ra người Neandertal, và giữa họ thì nghi là có sự chuyển gen sang, và sau đó thì ra người hiện đại của chúng ta gồm những người khác nhau thì có chuyển gen qua lại. Đây là giả thuyết ban đầu.
Phải xem thời gian có nhỡ tôi nhiều thời gian, tôi phải lướt nhanh đúng không? Và sau đó thì ở phía vùng Altai của Nga, Trung Á của Nga ấy, thì phát hiện ra một cái hang động. Và ở cái vùng đấy thì có cái người đặt tên là người Denisova, chỗ vùng hang Denisova hay Denisova như thế tôi nói. Thì khai quật năm 2008 tại vùng Altai Siberia Nga, và người ta tính niên đại là 125 ngàn năm, chữ là kilo year đúng không, k i year tức là như là ngàn năm, 48 đến 30 ngàn năm trở lại đây, tức là chữ k y r tức là ngàn năm kilo year. Thế và ở đây có một cái thông tin đây, cái vùng Altai đây, nhưng mà cái thông tin rất chính xác đây, tức là so sánh giữa người với người thì chênh nhau DNA thi thể khoảng 50 đến 100 cái nucleotide thôi. Nhưng mà giữa người Neanderthal và người ta thì chênh nhau khoảng 200 điểm, trên tổng là 16.000, đúng không? Và giữa người Denisova và người chúng ta hiện nay thì chênh khoảng gần 400 cái vị trí. Đây là cái bản đồ so sánh cái cây phân loại. Đây người Denisova là khá xa so với, đây là người Neanderthal. Và đây là những cái người hiện nay. Thì đây là hình ảnh của, cũng là họa lại cái hình mô phỏng cô gái Denisova. Và khi so sánh thì đây là một cái bài báo mà cũng nhắc lại, tức là có tham gia của Sven Bo và David Rice đây, bây giờ là thành tác giả đầu. Và trong nhóm này có Richard Green, và cũng nhắc lại là có ông giáo sư đỡ đầu của chúng tôi là Max Sunking cũng tham gia công bố cái bài này. Thì đây cũng là những cái giả thuyết đầu tiên là có những cái chuyển gen giữa các cái người Neanderthal, Denisova với lại các người hiện nay, người Châu Phi, người Hán, người, và đặc biệt là sau này sẽ thấy, tức là những cái người vùng Polynesia, những cái vùng phía gần phía dưới gần Úc ấy, là chúng ta có nhiều gen của những cái người cổ này nhiều hơn, tí nữa chúng ta sẽ thấy. Tiếp theo là một cái bài được công bố giải mã chi tiết hệ gen người, tức là lúc đầu thì giải mã tương đối là thô thì nháp, nhưng mà sau đó là kỹ thuật tốt thì họ lại tách DNA tốt và giải mã đầy đủ hơn. Thì là đọc đây cũng David Rice tham gia vào đây, và tôi quên mất, tức là một nhân vật Trung Quốc rất nổi tiếng bắt đầu xuất hiện trong nhóm nghiên cứu là Cao Mây Phu, tức là tiếng Hán nhưng mà dịch ra tiếng Việt, tức là Phu là phó, họ phó xảo muội. Tí nữa tôi sẽ giới thiệu cô này là sang cho ông David Rice và sang cả Pabo để làm. Tức là xin nói luôn là Trung Quốc họ có mấy nhóm làm gen khảo cổ rất mạnh và đều đưa đến Harvard của David Rice hoặc là đưa đến Pabo này để làm. Thì đây là cái nhân vật cô gái trẻ sinh năm 83, hiện nay là giáo sư, viện trưởng viện nghiên cứu khảo cổ của Viện Hàn Lâm Khoa học Trung Quốc. Đây, và cũng đưa ra được cái cây phát sinh chủng loại. Và đây các bạn thấy, tức là chúng ta thấy cái người Papuan, tức là cái người vùng phía Nam Châu Nam Cực ấy, đúng không? Và thì là có cái hệ gen là từ 0,9 đến 6% gần nhất, còn những cái người khác thì xa hơn. Đây những cái tỷ lệ và tính thời gian năm vân vân. Thì nguyên tắc là họ tính được cái thời gian, chứ đây có cái chữ MIA tức là triệu năm đúng không? Kia là KIA là nghìn năm. Đây nghìn năm hoặc triệu năm. Tiếp theo. Đây là cái hay, tức là người Denisova thì ở bên Nga, người Neanderthal thì ở Đức. Nhưng mà đây là một ca tìm thấy người Neanderthal lại chính ở cái chỗ người Denisova, cũng ở Altai luôn. Hãy nhớ cho tôi nha, tức là lúc đầu thì hai vị này ở xa, nhưng bây giờ lại tìm thấy một vị ở ngay cái chỗ người Denisova. Đấy. Thế và giải mã ra luôn, thì cũng đây nhìn thấy là David Rice, tất nhiên Svante Pebo là thủ lĩnh toàn bộ cái công trình này, nhưng mà
cái cô gái Trung Quốc đã len lỏi đứng vào đây, và rất nhiều các nhà khoa học khác. Đấy thì chúng ta nhắc, và đây là cái cây phát sinh chủng loại nhìn thấy rõ, người Denisova này, người các người hiện tại, và đây là cái mảnh xương của cái người mà phát hiện thấy, thì rõ ràng là nằm theo cái nhóm của người, mấy cái mẫu này là người Neanderthal, mấy cái mẫu này tìm thấy ở Đức và Pháp, cho nên là cái mẫu mà tìm thấy ở Siberia mà cạnh cái Denisova thì nằm vào trong cùng nhóm này. Đấy, như vậy là có vấn đề, tức là hai người đấy cùng sống ở một địa điểm và đọc toàn bộ cái hệ gen này. Thì đây là một cái công trình đáng, rất đáng lưu ý. Tiếp theo, chúng ta biết là năm 2018 trên tạp chí Science có hai công trình rất nổi tiếng của hai nhóm, của nhóm David Rice của Harvard và nhóm của ông Elker Villerslev của Đại học Copenhagen và Đại học Cambridge của Anh. Ông này là vừa làm bảo tàng thiên nhiên Đan Mạch, vừa làm ở Đại học Đan Mạch Copenhagen và Đại học Cambridge. Thì các anh chị thấy là các nhà khảo cổ học Việt Nam do Phó Giáo sư Nguyễn Giang Hải, trước lúc đấy là Viện trưởng Viện Khảo Cổ Học của Viện Hàn Lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam, Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội, và các cán bộ đăng cùng bài của ông David Rice ở Hà Quỳ và đăng cùng bài của ông Đan Mạch, bốn tác giả. Tức là chúng ta đã cung cấp các mẫu xương khảo cổ của người Việt Nam để tham gia giải mã gen. Và có thể nói là đây, các cái mẫu này hiện nay là được chia sẻ khắp thế giới số liệu về những cái bộ gen người cổ khá nhiều đấy. Thế vì các anh chị dở hai cái bài này lấy xem từ đầu, xem là họ đã thu thập các mẫu từ đâu, và ở trong đó lưu ý là thí dụ làm từ rất nhiều mẫu nhưng mà tách DNA hay tách DNA được từ một số ít mẫu thôi, còn lại là đa số các mẫu là không thành công. Thế thì đây là cái mẫu các anh chị thấy, nó của Mán Bạc, núi Nấp, Bản Trang là bên kia đây, tức là đây, và chúng ta thấy là đưa vào so sánh có cả người Kinh, người vân vân, tất cả các cái dân tộc đấy. Thì đây ở trong cái bài này nổi tiếng, tức là hai cái bài này nổi tiếng là các con đường di cư của người tiền sử ở khu vực Đông Nam Á, thì đưa ra giả thuyết là đầu tiên là người từ châu Phi sang là con đường đen này, sau đó là đường đỏ là ra cái người ở văn hóa hòa bình của chúng ta. Đấy, và cái văn hóa hòa bình này thì là đi ở trong cái khu vực Đông Nam Á, và có cả chấm 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 này, người hòa bình đi sang trở thành người Jumon của Nhật Bản, và sau đó thì lại thành những cái định cư xong thì các luồng người di cư khác màu xanh lại đi tiếp, màu xanh lá cây đi tiếp xuống vân vân, và đến màu tím là người vân vân. Thì đây là giả thuyết về gọi là nhiều lớp di cư của người tiền sử. Thì cái này là đề nghị các anh chị là lấy hai cái bài trong Science, và sau đó thì có bài giới thiệu khác của giáo sư Ben Wood của Đại học Quốc gia Australia giới thiệu về hai công trình này rất kỹ, và tôi cũng đã giới thiệu cái này ở đâu đó rất kỹ cái về hai công trình này mà có sử dụng các mẫu Việt Nam. Và xin nói luôn là các mẫu này đã được số liệu về gen đã được chuyển khắp thế giới để sử dụng, và luôn luôn là được có dẫn chứng. Đây tôi vừa nhắc đến cái cô gái mà giáo sư Phó Xảo Muội, tức là dùng tiếng Hán dịch xảo như là tinh xảo ấy. Đấy, thế là và sinh năm 82 và giáo sư, và luôn luôn là đứng bên cạnh đây, trong này thì đứng cạnh cả giáo sư Stone King của chúng tôi và đứng cạnh giáo sư David Rice. Thế thì là họ hợp tác rất mạnh với hai cái nhóm của Max Planck Đức và nhóm Harvard này để nghiên cứu. Đây họ khảo cổ khắp nơi ở các khu vực, và chúng ta biết là lượng đảo rồi một số nơi, chúng ta nhớ là những cái khu vực mà chúng ta có thể liên quan về văn hóa đến
lịch sử của Bách Việt ngày xưa. Thì trong này là có thời gian, cái này tôi làm hơi bị mờ, cho nên là xin lỗi là không tiếp. Công trình của Cao Mai Phụ này rất nhiều, các anh chị gõ tên rất nhiều công trình. Có một nhân vật nữa, tức là giáo sư Binh Xu, tức là dịch Hán Việt là Túc Binh, ở Viện Động vật học Côn Minh, Viện Hàn Lâm Khoa học Trung Quốc, thì gần đây cũng đã tìm thấy một cái bộ xương rất gần biên giới của Việt Nam. Thế và coi như đấy là một, sau khi vẽ xong thì là một người phụ nữ vẽ lại, họa lại. Thì và nghiên cứu đây là một người tiên sử và được cho rằng có thể là di cư từ Đông Nam Á lên. Thì những cái thông tin như này và giải mã gen rồi so sánh như nào để các anh chị có thể tham khảo ở trên mạng. Đây sang cái mục tiếp theo là tôi muốn nói một chút là đấy, tức là trong một người cộng sự rất gần gũi của giáo sư Pebo là giáo sư Mark Xuân Kinh, tức là ông là trưởng một nhóm trong cái department của chính ông Pebo và công tác từ thời của bên Mỹ, thì là ông ấy hợp tác với lại tất cả các nước trên thế giới, các nước bên Hoa Kỳ và châu Âu, và trong này đặc biệt lưu ý là ông hợp tác với Việt Nam, các nước Đông Nam Á, Trung Quốc, Nhật Bản, và ở đây là cái hơi mờ như bản đồ Việt Nam, tức là ám chỉ là cái nhóm của chúng tôi hợp tác khoảng trên dưới 10 năm trở lại đây. Thế thì đây là cái tóm tắt lại, đây là cái hình ảnh mà tôi cũng chiếu lên gọi là một chút. Đây là cái biển bằng nhựa mica số 6 Deutsche Platz, là cái cổng biển của cái cửa của Viện Max Planck về nhân chủng học tiến hóa ở Leipzig. Chỉ đơn giản này thôi, tức là một cái biển. Thế và đây là hình ảnh chúng tôi 2007 có sang thăm viện. Và cũng xin nói luôn, lúc đấy Sven Pabo chưa được giải Nobel, và chúng tôi cũng được dự một cuộc ngày thứ năm hàng tuần là họp khoa, và đích thân là giáo sư trưởng khoa Sven Pabo là chỉ huy và làm seminar cho khoa. Thì tôi dự một cái buổi seminar của người sắp được giải Nobel cách đây 5 năm về trước. Thế còn đây là trong hình ảnh trong viện, chúng tôi chụp trong viện, đây có một số, ví dụ như tiến sĩ Thủy Dương cũng làm bên này, các anh chị biết đây là giáo sư Mark Xuân Kinh, còn đây Mark Xuân Kinh sang Việt Nam tất cả là 3 lần, thì đây lần mà chúng tôi đưa về quê tôi ở Mù Căng Chải. Thì đây xin nhắc lại, tức là chúng tôi hợp tác rất lâu, và quan trọng nhất là mở ra được nhiều cái vấn đề, là chúng tôi đã đưa được sang đó là 2 nhà khoa học để làm sau tiến sĩ, postdoc, và 2 thực tập sinh, một người gần được 1 năm, một người mấy tháng. Và các nghiên cứu hợp tác giữa Viện Max Planck của ông Pebo này với chúng tôi vẫn đang tiếp tục, tức là hiện nay đã công bố được 3 công trình, và hiện nay đang số liệu có thể sẽ tiếp tục một số công trình công bố khác. Thế thì cũng rất tiếc là giáo sư Mark Xuân Kinh đã nhận một chức giáo sư ở bên Pháp và sẽ chuyển sang đó, nhưng mà chúng tôi vẫn hợp tác. Và ngay cả giáo sư Sven Pebo thì cũng về mặt nguyên tắc là cũng nghỉ biên trưởng, bởi vì hệ thống Max Planck là họ làm theo cái cách lãnh đạo là các viện trưởng là chính là các giám đốc các khoa và luân phiên. Thí dụ 2 năm rưỡi 3 năm là làm acting director, còn tất cả là đều là trong nằm trong cái ban lãnh đạo gọi là board of director, tức là mỗi vị làm lãnh đạo khoảng 2 năm rưỡi 3 năm gì đấy, xong lại luân phiên cho ông trưởng khoa khác. Cho nên là khi Sven Pabo đến năm 97 đã làm một khóa, sau đó lại chuyển cho ông khác làm, cứ thế luân phiên. Và bây giờ thì theo tôi được biết là có thể Sven Pabo sẽ thôi không làm, nhưng mà vừa được giải Nobel thì hiện nay vẫn được ghi là đương kim viện trưởng của cái viện Max Planck về nhân chủng học tiến hóa. Thế thì các thầy cũng đến tuổi 65-67 rồi thì chuyển tìm một công việc, thì thầy của chúng tôi đã chuyển sang Pháp nhận một chức nhiệm vụ bên Pháp, nhưng mà vẫn còn hai chạy hai nơi. Thì đây cũng xin nói ngoài lề một chút với các anh chị như vậy, nhưng mà hợp tác vẫn đang tiếp tục.
Ở đây có một câu hỏi mà ngay đầu bài chúng ta đã trao đổi là chúng ta đến từ đâu? Thì đây con đường đi các anh chị thấy tức là từ xa xưa, thời cổ đại chúng ta đi trên cùng con đường và đến đây thì rẽ ra người Neandertal và người Denisova và đây là tất cả chúng ta là Homo sapiens tiến tiếp thành một cái nhánh lớn còn đây là bị đóng lại tức là hai người này đã tuyệt chủng. Đấy thì đấy là cái sơ đồ mà trên các cái bài của về giải Nobel này đều có trình bày. Thế thì tính toán là gì? Tức là cũng ước tính chúng ta có bao nhiêu phần trăm gen sau khi giải mã toàn bộ hệ gen thì tính được tức là chúng ta có khoảng từ 1 đến 2% gen người Neandertal và người Denisova thì chúng ta cũng có khoảng 1 đến 6%. Đấy. Thì chúng ta là người Homo sapiens tức là đây cái sơ đồ chúng ta đi từ châu Phi và một nhánh nhà ngả lên phía châu Âu thì thành Neandertal. Tất nhiên Neandertal cũng sang cả châu Á như chúng ta thấy và sang thành người Denisova. Đây cũng là một cái tính toán để xem là có cái chuyện chuyển gen giữa các nhóm người thôi. Đi tiếp. Đây tức là đây một cái bài cũng đăng trên tạp chí Nature của nhóm thì đã đưa ra một con số về thông tin. Thí dụ như đây là người chúng ta, Modern Human, người Denisova và người Neandertal. Thì có mấy mẫu để giải mã gen đây thì là chia ra hơi khác nhau một chút. Vì niên đại cũng hơi khác nhau cho nên là cũng hơi tách. Và đây có hai mẫu người Denisova. Thì chúng ta thấy giữa người Denisova và người Neandertal là có khoảng trên 0,5% gen giống nhau. Giữa người Denisova với người hiện đại chúng ta 0,2-3,6%. Đặc biệt người châu Á chúng ta có thể có 36%. Và người Neandertal thì 1,5-21%. Và có một vấn đề đặt ra, tức là có một giả thuyết là có một loài người nữa đã tham gia vào việc hình thành cái tổ tiên của chúng ta, tức là một vị gọi là potential unknown hominin, tức là hominin tức là một loài người nào đó mà chúng ta chưa biết. Thì đây chính là giả thuyết của Pebo và các cộng sự. Thì thời gian chắc cũng khá rồi, thành ra tôi sẽ cố lướt nhanh, sắp hết rồi. Thế thì tỷ lệ phần trăm người Denisova, người Neandertal thì các tính toán thấy chúng ta thấy là so sánh ở trong cái giải mã 1.000 gen quốc tế thì chúng ta có 99 người Kinh từ thành phố Hồ Chí Minh, tức là viết tắt là KHV, tức là King in Ho Chi Minh City. Thì trong dự án 1.000 gen quốc tế thì tính thấy là khoảng 25% là từ người Neandertal và khoảng 0,23% từ người Denisova. Thế thì hiện nay thì trong cái dự án của Big Data của chúng ta thì chắc sẽ có những con số tính toán cụ thể sau khi công bố sắp tới. Thế thì một số giải mã gen người Việt với quy mô lớn hơn chính là cái dự án mà 1.000 hệ gen của Big Data trong thời gian tới sẽ, tôi hy vọng là sẽ có công bố số liệu hay về cái gen của những người cổ đại. Đây là một trong những cái slide cuối cùng tôi sẽ cố gắng, tức là đây là hình ảnh mà chúng ta thấy con đường giả định từ châu Phi phát triển thành người Neandertal và có một cái tên khác là người Heidelbergensis, tức là liên quan đến người Neandertal và người Denisova và đi thậm chí là qua khu vực Đông Nam Á và tiến ra phía đảo. Thế như vậy là đây là hình ảnh lấy từ trên mạng thôi. Thì đấy, đây cũng là con đường tiến. Nhưng mà quan trọng nhất tức là sau khi tìm thấy ở hang Denisova của Nga xong thì ở phía Trung Quốc, ở khu vực Tây Tạng cũng tìm thấy một số các cái hang động mà có vẻ có người Denisova. Tiếp theo cái quan trọng nữa tức là hang gọi là Tam Ngu Hào, tiếng Lào. Ngu Hào là con rắn hổ mang, tiếng Lào. Thế thì là đây là cái công bố mới nhất ở Nature Communications năm 22. Công bố rất mới, các anh chị lưu ý, công bố ngày 17 tháng 5 năm 22. Hang gọi là Tam Ngu Hào,
Cobra Cave ở Bắc Lào, sườn Tây dãy Trường Sơn, tức là Đông Trường Sơn, Tây Trường Sơn, chúng ta là liền một thôi đúng không? Ở phía Tây Trường Sơn tìm thấy thì khả năng gì mà Đông Trường Sơn không có. Thế thì cái thời niên đại của cái các cái mẫu khảo cổ này là tính ra là khoảng 164 đến 131 ngàn năm. Và về hình thái thì người ta thấy rằng các cái này giống với những bộ mẫu thu được tại vùng gọi là Siahe, tức là dịch tiếng Hán gọi là vùng Hạ Hà, tỉnh Cam Túc của Trung Quốc. Và rất nhiều khả năng cao thì đây chính là người Denisova. Nhưng mà người ta cũng cố gắng chưa, cái khó nhất mà nhiệm vụ bất khả thi là mẫu thì ít mà chưa tách được DNA, chưa tách được gen. Đấy, thì cho nên từ tháng 5 công bố, tức là họ công bố từ 2, nộp vào Nature.com 2021, mà tháng 5 vừa rồi thì 22 thì được công bố, nhưng mà những thông tin họ cho biết là chưa tách được DNA và chưa giải mã gen được. Và cũng xin nói luôn là hồi tháng 5, tháng 6 sau khi Nature.com ra cái bài này thì trên các phương tiện thông tin đại chúng của mình cũng có thông tin về cái trường hợp tìm thấy người cổ đại ở phía tây núi Trường Sơn. Cái bài ở đây. Đấy, và cái này tôi nhắc lại, tức là cái anh chàng đại gọi là hay là một thủ lĩnh trong lĩnh vực nghiên cứu về gen người cổ đại chính là ông giáo sư Copenhagen, Đan Mạch, giáo sư Villerslev, giáo sư của Đại học Đan Copenhagen và Đại học Cambridge. Thì ông chính là một trong tác giả mà giải cái bài Science đầu tiên mà có tác giả Việt Nam đưa mẫu ở Viện Khảo Cổ đấy. Thì cũng xin nói thêm một chút không có trên slide này, tức là cách đây một thời gian thì Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam của Viện Hàn lâm Khoa học Việt Nam cũng đã tìm thấy ở Đắk Nông một số mẫu xương người cổ. Thì có thông tin nói là cũng rất cao, tính ra có khi 1m9. Thế thì tôi không biết là thực hư nào vì tôi cũng chưa đến Đắk Nông. Đắk Nông thì có bên này sườn đông của Trường Sơn. Thế thì là chính ông và Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam đã hợp tác với ông Villerslev này để giải mã hay là làm gì đó về cái mẫu của Đắk Nông của Việt Nam. Thì chúng ta hy vọng là trong một thời gian sắp tới chúng ta sẽ có thông tin về người cổ đại ở sườn Tây, cũng có thể là sườn Đông của dãy Trường Sơn của chúng ta. Đây cái núi hang Cobra Cave và trông cũng không có vẻ là gì heo hút lắm, có đường đi ngay qua bên cạnh của bên Lào. Đây là một trong những cái slide cuối cùng tôi muốn nói, tức là phân tích của Pebo cũng đã nghiên cứu những vấn đề, thí dụ như là tìm thấy những cái gen, những cái SNP mà được di truyền từ thời các cái người cổ đại như vậy mà có thể ảnh hưởng đến cái gọi là nguy cơ về bệnh COVID của chúng ta. Đấy, thì đã chúng ta được di truyền từ người Neanderthal. Và tiếp theo thì cũng phân tích được các cái gen chuyển hóa thuốc ở người Neanderthal vừa công bố xong. Đấy, năm 22. Thì như vậy là các nghiên cứu về người cổ, vì gen của người cổ vẫn còn tồn tại dù 1% rất nhỏ trong cơ thể chúng ta, nhưng mà nghiên cứu cái này rất là lý thú, liên quan đến những cái vấn đề miễn dịch hay là ảnh hưởng đến bệnh tật của chúng ta người ngày hôm nay. Thế thì các dự án giải mã gen người thì đây tôi cũng nhắc lại thôi, tức là đang chờ đợi nhất, tức là cái công bố của Big Data đang phân tích về hệ gen, và sắp tới sẽ có những công bố lớn về vấn đề này, và chúng ta sẽ thấy là cái công trình này sẽ có đóng góp kể cả phân tích ra cái tỷ lệ gen liên quan đến bệnh tật của người Việt Nam, gen liên quan đến những cái bộ gen cổ Neanderthal hay đến Sova v.v. và sẽ có những đóng góp rất to lớn cho những cái vấn đề nghiên cứu ứng dụng của Việt Nam. Thì tôi cũng nói luôn, tức là nãy anh Nam giới thiệu là chúng tôi cũng là viện nghiên cứu từ Viện Công nghệ Sinh học, Viện Nghiên cứu Gen, cũng có những cái dự án giải mã gen người, tức là một vài chục đến hàng trăm, nhưng mà con số nghìn chưa có. Thì trong tương lai thì chúng tôi hy vọng là sẽ có những hợp tác để mà tập trung hay là kết nối các dữ liệu của các nhóm nghiên cứu lại
thế anh Nam ý tưởng của chúng tôi, tức là sẽ tạo thành một cái genome consortium hoặc gì đó để chúng ta chia sẻ dữ liệu và chúng ta cùng góp sức để nâng hơn nữa cái tầm gọi là nghiên cứu về hệ gen của người Việt Nam trong tương lai. Thay lời kết thì tôi cũng nhắc lại cái việc thôi, tức là cái công trình của Pebo tuy rằng là một cái nghiên cứu đột phá rất khó về một cái người cổ đại để giúp chúng ta hình có cái nhìn về những cái người tiền sử, nhưng mà đồng thời nó cũng có những đóng góp rất là thiết thực trong cái nghiên cứu về hệ gen người, con người nói chung, và cho chúng ta những thông tin cần thiết, đặc biệt là cho chúng ta những cái hướng dẫn để mà làm những cái kỹ thuật tách chiết tinh sạch DNA, rồi kỹ thuật giải trình tự, phân tích trình tự, các kỹ thuật phân tích tinh sinh, rồi là kết nối các dữ liệu người cổ và người hiện đại v.v. và để ra những cái nghiên cứu trong tương lai. Cho nên cái công trình của Pebo có thể nói là khám phá rất lớn, có ảnh hưởng rất lớn trên toàn thế giới. Cho nên là cái việc mà ông được trao giải thưởng Nobel với cái khám phá công trình của mình thì là một cái công trình rất là có ý nghĩa trong thế giới hiện nay. Vâng, thế thì đây là cũng khá dài cái báo cáo của tôi rồi. Tôi xin trân trọng cảm ơn sự chú ý lắng nghe của các vị đại biểu và toàn thể các bạn đồng nghiệp. Xin cảm ơn.